Kính chào các bạn học viên. Hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách nộp tiền thuế trên trang thuế điện tử mới nhất. Từ năm 2022 trở về trước thì khi mà chúng ta nộp tiền thuế, các bạn chỉ cần chọn ngân hàng và nhấn vào tiếp tục là được. Còn từ năm 2023 trở đi thì để nộp được tiền thuế, chúng ta vẫn vào phân hệ nộp thuế, chọn lập giấy nộp tiền, vẫn chọn ngân hàng, nhưng chúng ta phải chọn thông tin số thuế phải nộp. Ở đây tại loại nghĩa vụ các bạn phải chọn là tất cả, sau đó chúng ta nhấn truy vấn. Số tiền thể hiện ở trên này bao gồm mục 1 là các khoản thuế tiền phạt, chính là các số tiền mà khi công ty các bạn kê khai trên tờ khai, như là tờ khai thuế giá trị gia tăng hay tờ khai thuế môn bài đối với công ty mới thành lập, hoặc là đối với tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường. Đấy, những cái loại thuế mà chúng ta kê khai tờ khai phải nộp số tiền thì phần mềm sẽ tự cập nhật số tiền đó vào cái mục 1 này. Còn đối với các khoản tiền nộp chậm thì phần mềm sẽ cập nhật xuống mục 2. Các bạn nộp tiền thuế nào thì chúng ta tích chọn ô tiền thuế đó. Các bạn kéo thanh cuốn sang bên phải. Nếu như chúng ta nộp thuế giá trị gia tăng thì các bạn phải tích vào ô chọn khoản nộp, sau đó nhấn tiếp tục. Phần mềm sẽ tự cập nhật số tiền này lên trên giấy nộp tiền cho các bạn. Trong trường hợp này tôi nhấn tiếp tục, phần mềm sẽ cảnh báo bạn phải chọn khoản nộp có thứ tự thanh toán nhỏ trước. Tức là ở trong này có khoản thanh toán nào nhỏ trước thì chúng ta tích chọn trước để nộp trước. Ở đây buộc các bạn phải nộp hết tiền thuế thì phần mềm mới thực hiện được cho các bạn các bước tiếp theo. Tôi cũng có vào một công ty khác, ở đây tôi cũng chọn ngân hàng và tôi cũng chọn truy vấn. Ở đây có một khoản nộp tiền chậm nộp thôi thì tôi tích vào ô vuông này. Lúc này phần mềm sẽ tự lấy thông tin lên phần giấy nộp tiền cho các bạn và chúng ta chỉ cần chọn số tài khoản ngân hàng, chọn ngân hàng ủy nhiệm thu, bất kỳ một ngân hàng nào cũng được. Nếu như mà chúng ta nộp tiền thuế giá trị gia tăng hay các khoản thuế khác thì trên này phần mềm sẽ thể hiện kỳ. Các bạn có thể nhấn vào dấu ba chấm này để chúng ta chọn kỳ, như là chúng ta lập giấy nộp tiền giống như những lần trước. Nội dung các khoản nộp thì phần mềm tự cập nhật cho các bạn. Số tiền cũng vậy. Và mã nội dung kinh tế chúng ta kiểm tra lại xem có đúng hay không. Sau đó các bạn nhấn hoàn thành là được. Còn như ngày trước thì chúng ta phải tự vào chọn khoản mục tiểu mục, tự điền các cái nội dung vào. Điền đầy đủ thông tin xong thì chúng ta nhấn hoàn thành, kiểm tra lại giấy nộp tiền, ký và nộp. Đó là cách mà chúng ta thực hiện thao tác nộp tiền thuế mới nhất trên trang thuế điện tử.gdt.gov.vn. Trường hợp nếu như mà công ty các bạn chưa tính ra được số thuế chính xác mà chúng ta chỉ thực hiện tạm nộp, giống như là chúng ta tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tạm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý, thì chúng ta nhấn vào chữ tạm nộp này. Sau đó các bạn cũng điền thông tin giống như là chúng ta lập giấy nộp tiền như bình thường. Và tại đây thì các bạn lựa chọn tờ khai. Chọn tờ khai ví dụ như là chúng ta tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì các bạn chọn mẫu thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Và nội dung các bạn ghi vào ở đây kỳ quyết toán, chúng ta tạm nộp theo quý hay theo tháng hay theo năm thì chúng ta tự lựa chọn. Nhấn tiếp tục. Nội dung chúng ta nhấn vào dấu 3 chấm. Ví dụ ở đây chúng ta nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì các bạn chọn 1050 tra cứu, chọn 1052. Đó. Kéo thanh cuốn sang bên phải, chúng ta ghi chú ở đây là nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và chọn số tiền mà chúng ta phải nộp. Ví dụ các bạn tạm tính là 2 triệu chẳng hạn thì chúng ta chọn là 2 triệu. Đó. Và kiểm tra lại mã nội dung kinh tế và mã chương xem đúng hay chưa. Đúng rồi thì chúng ta nhấn vào hoàn thành và chọn ký nộp như bình thường. Đó là trường hợp mà chúng ta tạm nộp loại thuế nào đó. Như vậy kế toán Việt Hưng vừa hướng dẫn cho các bạn về cách nộp tiền thuế trên trang thuế điện tử.gdt.gov.vn. Chúc các bạn thành công!